Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 27 về việc khẩn trương hoàn thiện ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ, trong đó có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải phải lưu ý rà soát kỹ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc đầy đủ chỉ đạo đối với việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc như nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam. Quy định về số làn đường, mặt cắt ngang, nguyên tắc bố trí thiết kế tổ chức các nút giao phù hợp với yêu cầu khai thác thực tế, khoa học, hiệu quả, chiều rộng và tốc độ thiết kế của nút giao cho phù hợp với tốc độ của đường cao tốc. Hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường quốc lộ cao tốc giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn vào buổi tối, bởi khi mà tầm nhìn rộng thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát các phương tiện cũng như là có thể xử lý được các tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, hiện nay có một số tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác chưa đảm bảo hệ thống chiếu sáng được lắp đặt ở những vị trí khu vực theo quy định, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Có lẽ chỉ những tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cao tốc vào ban đêm mới hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường này. Đặc biệt với những tuyến cao tốc hai làn, đường nhỏ hẹp hoặc xuống cấp, thiếu các hệ thống biển báo, thì điều này càng cần thiết hơn. Cao tốc của mình thì cái đoạn mà đến tụ điểm dân cư đông thì có đèn, thì cái mắt nó được dịu đi một chút. Và khi mà không có đèn ấy thì nó gần như là rất là tối, nhất là các cái đèn pha của cái xe đi ngược chiều nó rọi vào ấy. Nhiều người mắt tinh thì không sao, nhưng mà người mắt nó hơi bị kém một chút ấy, thì người ta rất là lóa, không nhìn được và tầm nhìn nó hạn chế rất là nhiều. Nguy hiểm về tầm nhìn nữa, nhiều xe nó chế thêm đèn ấy, nó chói mắt, khi mà mình nhìn vào là mình nhức mắt luôn. Vâng, tại vì cái đèn đấy nó sáng lắm, nó đèn đấy gọi là đèn LED rồi. Sau những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ban đêm trên các tuyến cao tốc thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng cần lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng, bổ sung biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt, nghiên cứu tổ chức giao thông lại các nút giao, bổ sung các điểm dừng khẩn cấp, lắp đặt camera giám sát, camera xử phạt, đinh phản quang. Cái việc đưa đường cao tốc vào là phải đồng bộ, là phải hoàn chỉnh. Đảm bảo an toàn giao thông thì khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Còn không đảm bảo an toàn giao thông thì đừng khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Mà không khai thác theo đường cao tốc tức là tốc độ không được cao. Tốc độ mà dưới 60-70 cây số một giờ thì như quốc lộ thì không phải đường cao tốc. Thì tất cả những cái rủi ro về tai nạn giao thông nó sẽ giảm đi. Theo thống kê, trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 172 người. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nguyên tắc khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và hệ thống báo hiệu trên cao tốc chưa hoàn chỉnh, còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ. Vấn đề chiếu sáng, rồi cái tầm nhìn về ban đêm của người lái xe là nó không được đảm bảo trên những cái tuyến đường mà người ta được phép lưu thông với cái tốc độ cao. Khi cái tốc độ mà người ta lưu thông trên tuyến càng cao đấy thì đòi hỏi cái tầm nhìn là càng phải xa. Thì giữa cái điều kiện về chiếu sáng với cái tốc độ mà chúng ta cho phép là nó lưu thông đấy là nó cũng không phù hợp. Cái nữa là hiện nay là chúng ta trên những cái tuyến cao tốc ấy, thì chúng ta tổ chức giao thông ấy, có quy định cái tốc độ tối thiểu nhưng mà lại không có tuần tra kiểm soát cái việc thực thi cái tốc độ tối thiểu đó, dẫn tới là nó gia tăng cái xung đột ở trên các cái tuyến cao tốc này rất là nhiều. Đường cao tốc không có đèn chiếu sáng là tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới, chứ không riêng Việt Nam. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với những tuyến đường cao tốc phân kỳ, không có đầy đủ yếu tố để trở thành đường cao tốc. Việc rà soát lắp đặt các hệ thống chiếu sáng cũng là một trong những giải pháp giúp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm rà soát lĩnh vực đăng kiểm để xem xét kiến nghị đưa nghề đăng kiểm vào danh mục công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngành giao thông có nhiều nghề, công việc mới cần được bổ sung vào danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để tạo điều kiện cho người lao động công tác trong các ngành nghề trên được hưởng những chính sách hỗ trợ của nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam ra soát tổng thể các lĩnh vực đăng kiểm để đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung. Sau khi có ý kiến của Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động để xem xét bổ sung vào danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đảm bảo quyền lợi chính đáng đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt hiện áp dụng chương trình giảm giá vé tàu tập thể với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách đoàn. Theo đó, ngành đường sắt áp dụng chương trình giảm giá vé tàu tập thể với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch theo đoàn. Các mức giảm giá vé được áp dụng theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua vé trước ngày đi tàu. Trên nguyên tắc càng mua sớm, đoàn càng đông càng được giảm giá vé. Đoàn khách tập thể của các công ty du lịch có hướng dẫn viên du lịch đi cùng. Giá vé bán cho hướng dẫn viên giảm 90% giá vé, loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6. Đối với hành khách là đoàn viên công đoàn, được giảm 5% khi mua vé cá nhân, giảm 7% khi mua vé tập thể từ 10 đến 39 người, giảm 10% khi mua vé tập thể từ 40 người trở lên. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, sinh viên, trẻ em. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2023, Bộ đã cơ bản hoàn thiện các nhiệm vụ thuộc đề án số 06 được Chính phủ giao thực hiện với hơn 1 triệu người hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả qua tài khoản. Để đạt được kết quả này, từ đầu năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành 8 văn bản nhằm hướng dẫn đôn đốc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tới 63 tỉnh thành phố và một hội nghị quán triệt tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến 63 sở lao động thương binh và xã hội. Tính đến nay, tổng số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc ngành lao động quản lý tại các tỉnh, thành phố là hơn 5 triệu người. Trong đó, tổng số đối tượng đã thực hiện rà soát là hơn 4,7 triệu người. Tổng số đối tượng an sinh xã hội đã có tài khoản mong muốn chi trả không dùng tiền mặt là trên 1,8 triệu người. Tổng số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản là gần 1,1 triệu người. Tổng kinh phí đã chi trả từ tháng 1 năm 2023 đến nay là gần 3,5 nghìn tỷ đồng. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp truyền thống của dân tộc ta. Chỉ cần sự chia sẻ hiến tặng những giọt máu hồng, một phần máu của mình là mỗi người đã có thể giúp được rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè vì thiếu máu. Nhân kỷ niệm 24 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, mùng 7 tháng 4 năm 2000, mùng 7 tháng 4 năm 2024, các hoạt động hiến máu tình nguyện đang diễn ra sôi động trên cả nước, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tình nguyện viên. Không nhớ nổi đã tham gia hiến máu bao nhiêu lần, nhưng đối với chị Trương Thị Xuân ở Hà Nội, mỗi lần đơn vị phát động phong trào hiến máu tình nguyện là chị đều hào hứng tham gia. Chị Xuân hy vọng nghĩa cử hiến máu cứu người của mình sẽ đảm bảo được máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Mỗi khi mà em hiến như thế này thì em cảm thấy là rất là vui. Và em cũng chỉ nghĩ một điều đơn giản đó là làm phúc, cứu được một ai đó mà họ đang cần, đang thiếu. Thì đó cũng là một cái phần mà mình có thể là, đó là cái mà mình tạo phúc cho mình, cho gia đình mình. Mỗi người góp một chút sức thì có thể cứu được rất nhiều người mà đang cần máu, và tất cả các trung tâm, các bệnh viện cũng rất là đang thiếu. Thì cũng cần lan tỏa những hành động tích cực để giúp đỡ cộng đồng. Trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, mỗi người dân đều là những tình nguyện viên tích cực. Chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân mất máu cấp có thể tử vong ngay nếu không được truyền máu khẩn cấp, rất nhiều tình nguyện viên đã sẵn sàng hiến máu cứu bệnh nhân bất kể ngày đêm. Đặc biệt, trong những thời điểm kho máu khan hiếm, nhiều chương trình hiến máu nhân đạo do các đơn vị tổ chức đã kịp thời bổ sung nguồn máu vô giá cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Ban lãnh đạo của toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia rất là tích cực với mong muốn mang nhiều đơn vị máu để hỗ trợ, để giúp đỡ những bệnh nhân gặp bệnh hiểm nghèo. Ngoài những chương trình như này, chúng tôi còn có những chương trình giúp đỡ những vùng sâu, vùng xa để lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp. Đây cũng là một thông điệp mà tập đoàn chúng tôi đang hướng tới cộng đồng. Một giọt máu 10 triệu tấm lòng thì nó mang ý nghĩa rất là quan trọng, và nó giúp cho các cái người bệnh
nhận được những cái giọt máu này thì để cứu sống người ta. Và hơn thế là cũng giúp cho cái trung tâm truyền máu của bệnh viện 98 là có một cái cơ số máu dự trữ để cho nó ổn định trong cái công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Tình cảm, yêu thương, trách nhiệm của toàn xã hội và sự hưởng ứng lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng sẽ góp phần hiện thực hóa mục đích cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện, mang giọt máu nghĩa tình đến với những nạn nhân tai nạn giao thông cần được cấp cứu, những bệnh nhân nghèo cần máu, đúng với tinh thần giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khi tham mưu tiếp nhận thẩm định hồ sơ về thành lập, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục, các chương trình giáo dục tích hợp, liên kết giáo dục đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình, pháp nhân và các yếu tố liên quan theo quy định. Yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai chương trình giáo dục tích hợp, liên kết giáo dục đào tạo với nước ngoài thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình giáo dục tích hợp, liên kết giáo dục đào tạo với nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp thực hiện không đúng quy định phải xử lý kịp thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra có trọng tâm trọng điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 đến năm 2023. Về cơ cấu nền kinh tế quý 1 năm 2024, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng trên 11%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm gần 36%, khu vực dịch vụ chiếm gần 43,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,02%. Trong bức tranh chung, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng gần 7%. Cũng trong quý 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất nhập khẩu hàng hóa cũng là một điểm sáng của nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm. Cụ thể, trong quý 1 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 3 tháng đầu năm ước đạt 84,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa toàn cầu sắp kết thúc quý đầu tiên của năm 2024. Trong đó, gạo là một trong những mặt hàng thực phẩm thiết yếu chịu nhiều áp lực và liên tục đối mặt với các nhịp điều chỉnh kể từ đầu năm. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, sau năm 2023 có nhiều biến động về nguồn cung và giá cả. Thị trường gạo toàn cầu tiếp tục nóng suốt 3 tháng vừa qua. Nếu như nhìn vào biểu đồ giá gạo của top 3 nhà xuất khẩu cung cấp khoảng 70% lượng gạo bán ra toàn cầu, thì giá gạo tại Ấn Độ và Việt Nam đều tăng mạnh, trong khi giá gạo Thái Lan lại điều chỉnh giảm khoảng 17 đô la Mỹ một tấn so với cuối năm ngoái với lý do nước này đang bước vào mùa vụ và đồng bạt yếu hơn so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì đây chủ yếu là những yếu tố mang tính thời vụ. Giá gạo xuất khẩu được dự báo là vẫn trong xu hướng tăng trong thời gian tới. Hạt gạo Việt Nam thời gian qua cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh một số nguồn cung gạo chủ chốt trên thế giới chịu nhiều biến động. Song bên cạnh đó vẫn sẽ cần những chiến lược để chủ động nâng cao giá trị và mở rộng cơ hội cho hạt gạo Việt Nam đến các thị trường lớn, trong đó có thị trường Trung Đông. Trước tình trạng hạn mặn diễn biến phức tạp, từng địa phương trong tỉnh Tiền Giang chủ động ứng phó hạn mặn một cách phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng cách triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thích ứng với hạn mặn nhằm bảo vệ sản xuất trong tình trạng thiếu nước bơm tưới và xâm nhập mặn. Tỉnh Tiền Giang đã cho triển khai nhiều điểm bơm trữ nước trên kênh rạch trong nội đồng, các ao, mương, vườn, giúp nông dân đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho vụ đông xuân, rau màu và cây ăn trái, đặc biệt là các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản như thanh long, sầu riêng. Vụ đông xuân 2023-2024, Tiền Giang đang khẩn trương thu hoạch dứt điểm trà lúa, còn lại đảm bảo ăn chắc, sản lượng dự kiến trên 315.000 tấn. Ngay từ đầu vụ, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái biện pháp
để mà khơi thông dòng chảy, trục vớt lục bình rong cỏ, rồi nạo vét các kiến kinh để chủ động nguồn nước. Thứ hai nữa là đôn đốc bà con là khẩn trương lấp vụ sau khi mà thu hoạch thu đông, là khẩn trương xuống giống đông xuân để kịp thời vụ. Vì vậy mà cái vụ đông xuân vừa rồi tôi kết thúc thắng lợi. Hiện nay trước tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân ở vùng dự án ngọt hóa Gò Công của tỉnh Tiền Giang đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất, bảo vệ rau màu, vườn cây ăn trái. Chính quyền địa phương khuyến cáo nông dân áp dụng những biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp trong mùa khô hạn, như áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ cao thâm canh cây trồng, dùng rơm rạ ủ gốc cây, giữ nhiệt cũng như chủ động trữ nước ngọt trong ao mương vườn, tiết kiệm nguồn nước. Năm 2023 được tỉnh cũng như trung ương quan tâm đầu tư cho hai cái cống lớn đối với cái cống Gạch Trần ở Kim Sơn và cái cống Gạch Răng ở Phú Phong. Theo đó thì cũng được Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quan tâm đầu tư cho cái cống ngầm, việc tiến đầu đối với cặp sông Tiền để ngăn mặn đang tập trung chỉ đạo cho các cái địa phương làm tốt cái công tác thủy lợi, nạo vét để trữ nước và đồng thời gia cố nâng cấp các cái cống. Ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước, độ mặn trên kênh rạch và trong nội đồng trong mùa khô hạn. Qua đó kịp thời ứng phó hữu hiệu, quyết tâm bảo vệ an toàn các vùng sản xuất trọng điểm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân an cư lạc nghiệp, giảm nhẹ thiên tai trong mùa khô 2023-2024. Còn tại Ninh Thuận, để sản xuất hiệu quả trong điều kiện nắng nóng kéo dài, địa phương này đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng giúp nông dân có thu nhập ổn định, đồng thời kiên quyết không cung cấp nước tưới cho các diện tích lúa xuống giống ngoài kế hoạch. Hồ Thủy Lợi Cho Mò hiện vẫn đảm bảo cung cấp nước sản xuất 3 vụ một năm cho thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Nhưng từ hơn 2 năm nay, nhiều nông dân vẫn không sản xuất lúa mà chuyển sang những cây trồng ngắn ngày. Hai vụ trước làm bắp, vụ này chị Thủy đã chuyển đổi diện tích 5 sào sang trồng đậu xanh theo hình thức liên kết. Chuyển đổi cây trồng mỗi năm thì nó sẽ ổn định hơn. Tại một cây bắp thì không có ổn định bằng cây đậu xanh. Cây đậu xanh thì có 2 tháng là nó sẽ thu hoạch, còn cây bắp là 4 tháng. Tại huyện Ninh Phước, mô hình liên kết sản xuất bắp nhân giống đang được nhân rộng ở các xã. Ở đây người dân không chỉ được hỗ trợ giống, phân bón mà còn được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Những nông dân như ông Lý đã có thể an tâm khi quyết định không trồng lúa. Theo ông Lý, với giá bao tiêu 15.000 đồng một cân, chỉ với 3 sào trồng bắp, gia đình ông đã có thu nhập 45 triệu đồng một vụ. Cái giá cả là luôn được bao tiêu, và bao tiêu rất là cao. Từ đó là đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Một mùa bội thu là luôn phấn khởi cho người nông dân. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trong vụ hè thu sắp tới. Ngành sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch sản xuất về hè thu, và trong đó thì có bao gồm cả cái nội dung có các kế hoạch là chuyển đổi trên cây trồng. Tuy nhiên là có vấn đề là khi mà xây dựng kế hoạch thì chúng tôi sẽ ngành sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan cũng như địa phương là sẽ thực hiện tốt cái việc mà cung cấp đầy đủ nước để cho sản xuất. Tuy nhiên có một vấn đề là khuyến cáo bà con thì không nên sản xuất ngoài kế hoạch. Đến nay, Ninh Thuận đã chuyển đổi hơn 900 hectare đất không chủ động nước, vùng cuối kênh chuyển sang những cây trồng cạn. Theo kế hoạch, ngay trong vụ hè thu sắp tới, hơn 400 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sẽ chuyển đổi sang trồng cây ngắn ngày, cây ăn trái, phù hợp với từng khu vực sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ngay trong mùa nắng nóng. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 200 đại diện cựu sinh viên các khoa viện đang công tác tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tiền thân là Trường Tuyên giáo Trung ương. Qua hơn 60 năm phát triển, học viện đã đào tạo ra những thế hệ cá nhân xuất sắc, góp phần quan trọng vào công cuộc dựng xây xã hội ở các lĩnh vực khác nhau. Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được ra đời với mục tiêu gắn kết, kết nối các thế hệ sinh viên, tạo ra sân chơi trao đổi thông tin chính luận thời sự và trao đổi kinh nghiệm từ những cá nhân kỳ cựu cho các sinh viên trong trường. Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức nhằm để tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ của Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động
đối với nhiệm kỳ Hội cựu sinh viên nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng là dịp để thảo luận, thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tập trung dân chủ, khách quan và đảm bảo phát huy cao năng lực của cựu người học, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2029, bầu Ban thường vụ, Ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2029. Nhật Bản thêm ca tử vong liên quan tới thực phẩm chức năng của Kobayashi. Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Liên quan đến các trường hợp bị tử vong do sử dụng thực phẩm chức năng của công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản, hôm qua 29 tháng 3, công ty này đã xác nhận ca tử vong thứ 5 liên quan tới sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty. Công ty Kobayashi đã được thông báo về các ca bệnh liên quan đến thực phẩm bổ sung Benikoji Cholesterol và đã thu hồi sản phẩm. Trước đó vào ngày 22 tháng 3, Kobayashi lần đầu thông báo về tình trạng những người dùng thực phẩm bổ sung của hãng gặp phải các triệu chứng như người mắc bệnh thận. Hiện phía công ty chưa tiết lộ tuổi, giới tính hoặc địa chỉ của những người tử vong. Công ty đang nghi ngờ một chất không xác định có nguồn gốc từ nấm mốc có thể đã gây ra vấn đề nhưng chưa thể kết luận chính thức nguyên nhân cụ thể. Ngày 28 tháng 3, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tổng cộng 93 người đã phải nhập viện sau khi sử dụng các thực phẩm bổ sung này, đồng thời nêu rõ Kobayashi đã nhận được khoảng 12.000 thắc mắc về các vấn đề này. Tổ chức Y tế Liên Mỹ PAHO, chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo các quốc gia châu Mỹ có thể phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi số ca mắc trong quý 1 năm nay cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất, số ca nhiễm sốt xuất huyết tại khu vực châu Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay đã lên tới 3,5 triệu trường hợp, cao gấp 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Brazil là quốc gia có nhiều ca bệnh nhất, chiếm tới hơn 50%, tiếp đến là Argentina và Paraguay. Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ Habak Barbosa đánh giá, với tốc độ gia tăng chưa từng có số ca mắc trong 3 tháng đầu năm, châu Mỹ đang đối mặt trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử của châu lục hơn 1 tỷ dân này. Có lẽ đây là mùa sốt xuất huyết tồi tệ nhất ở châu Mỹ. Các quốc gia hiện đang có sự gia tăng các ca nhiễm bệnh, nên cần phải nỗ lực gấp đôi để có nhiều hành động hơn nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Lý giải về tốc độ gia tăng ca sốt xuất huyết tại khu vực châu Mỹ, các chuyên gia cho biết tác động ngày càng gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra, khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết di chuyển tới những khu vực mới mà trước đây chúng chưa từng sinh sống, trong đó bao gồm cả những khu vực phi nhiệt đới như Nam Mỹ hay châu Âu. Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố mới đây, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 4 năm 2023 tăng trưởng 3,4%, cao hơn so với mức 3,2% được dự báo trước đó. Điều này là nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế, tăng trưởng ở mức 3,3%, cao hơn mức ước tính 3% đưa ra trước đó. Chi tiêu kinh doanh cũng tăng, phản ánh mức đầu tư cho cơ cấu sản xuất cũng như thương mại và chăm sóc sức khỏe cao hơn so với ước tính trước đây. Chi tiêu cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ cũng được điều chỉnh cao hơn. Áp lực lạm phát cơ bản trong quý 4 năm 2023 cũng được Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh giảm xuống còn 2% từ mức 2,1% được ước tính trước đó. Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,5% trong năm ngoái, cao hơn so với mức 1,9% của năm 2022. Ước tính tăng trưởng trong quý 1 năm nay là khoảng 2%. Chính phủ Mỹ ngày hôm qua đã cấp cho bang Maryland khoản kinh phí khẩn cấp ban đầu 60 triệu đô la Mỹ để dọn các mảng sập từ cầu Francis Kosky ở thành phố Baltimore và bắt đầu xây dựng lại cầu. Chỉ vài giờ sau khi thống đốc bang Maryland Westmore đã đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ 60 triệu đô la để khắc phục hậu quả và xây dựng lại cây cầu, cơ quan quản lý đường cao tốc liên bang thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã phê duyệt. Bình thường việc cấp kinh phí như vậy thường mất nhiều ngày, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chỉ đạo chính phủ liên bang nỗ lực hết sức để nhanh chóng xây dựng lại cây cầu. Vụ sập cầu xảy ra vào sáng sớm 26 tháng 3 theo giờ địa phương, khi tàu Dali dài 300 mét chất đầy container đang rời cảng để đến châu Á, thì bất ngờ chết máy và đâm thẳng vào trụ cầu Francis Scott Key.
gần như toàn bộ cây cầu thép này đã đổ sập chỉ trong vài giây, làm gián đoạn tuyến giao thông đến một trong những cảng thương mại đông đúc nhất nước Mỹ. Indonesia đang nhanh chóng trở thành điểm nóng về phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI khi mà nhiều công ty được hưởng lợi từ kế hoạch hỗ trợ của chính phủ đối với công nghệ đang phát triển này. Vào tháng 8 năm 2020, Indonesia đã công bố chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của chính phủ, một kế hoạch chi tiết 25 năm để đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới. Chiến lược này hứa hẹn sẽ khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để hợp lý hóa bộ máy chính quyền, tăng cường dịch vụ công và cải thiện tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi phục vụ khách hàng của mình thông qua các loại hình sử dụng khác nhau, có thể là trong dịch vụ khách hàng, tiếp thị, bán hàng, sử dụng chatbot AI, chủ yếu trên các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Cho đến nay, chúng tôi có hơn 200 khách hàng doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực và chúng tôi giúp họ cải thiện mức độ tương tác với khách hàng, cũng như cải thiện lợi nhuận của họ. Sự tham gia của công ty khởi nghiệp như Kata vào kế hoạch chi tiết của chính phủ thể hiện nỗ lực hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân nhằm đưa Indonesia ngang hàng với các công ty dẫn đầu toàn cầu về AI như Mỹ hay Trung Quốc. Tôi nghĩ Indonesia thực sự đang học hỏi từ nhiều quốc gia về cách sử dụng AI như một phần chiến lược. Với động lực đó, các công ty như Kata đang trở thành những nhân tố chủ chốt giúp xây dựng tầm nhìn AI của Indonesia. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập mới đây thông báo quốc gia Bắc Phi này đã đạt được thành công bước đầu trong việc kiềm chế tốc độ tăng dân số bằng việc ghi nhận mức giảm 1,2% tỷ lệ tăng dân số trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập cho biết, vào năm 2023, tốc độ tăng dân số ở Ai Cập đã giảm xuống 1,4% là mức thấp nhất trong 50 năm qua. Theo một báo cáo của Dự án Quốc gia về Phát triển Gia đình Ai Cập, tỷ lệ sinh ở nước này đạt 2 triệu vào năm 2023, giảm 15% so với năm 2018. Theo Cơ quan Thống kê và Huy động Công Trung ương Ai Cập, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dân số Ai Cập ở mức 105,8 triệu người, tăng 1,4 triệu so với năm 2022 và tăng 3 triệu so với năm 2021. Ai Cập hiện là quốc gia đông dân thứ 14 trên toàn thế giới và thứ 3 ở châu Phi. Chuyển sang những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Và những thông tin dự báo chi tiết sau đây cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.